Anh em nhà sàn Tây Nguyên xin chào các bạn. Đang đêm 8 giờ tối các bạn ạ. Anh em mới lục ra một cục đá thành nhà trắng, lột ra trắng phớt thồng xíu thôi, nhưng cũng thuộc hệ thay anh trắng các bạn ạ. Một cục đá thô nhá, anh em lột ra và cất chân này. Đây, lột ra cất chân các bạn nhìn thấy đây. Đây, các bạn nhìn đây. Thấy các bạn thấy anh em xoay vào có sáng không? Sáng rực đấy nha. Đây, đây các bạn nhìn này, đứng xa xíu đây, rất sáng. Một trụ đá thạch anh em cũng chưa cân, nhưng mà đây gọi là thạch anh thô màu trắng, lột ra lột vỏ màu trắng tinh. Và anh em cắt phần chân này vô tình là phẳng đây các bạn này, thô hoàn toàn, không một vết cắt, màu trắng tinh. Nếu có dịp các bạn lên cà phê Trung Nguyên, các bạn sẽ nhìn thêm ba cục đá thạch anh trắng lột ra phớt hồng và hồng. Còn cục đây là cục trắng các bạn này, hơi phớt hồng một xíu. Anh em soi pin vào này, để ngay quầy thu ngân ở bảo tàng cà phê Trung Nguyên nhé. Mục đích của họ để đấy để chiêu tài lộc, thu hút tài lộc, tăng năng lượng dương và tạo sự ra sự khác biệt. Đây là một trụ đá thạch thô khá đẹp. Đây anh em soi pin các bạn nhìn này, soi pin điện đang hơi sáng, anh em sẽ tắt đèn đi một xíu, sau đó anh em sẽ xem cục đá này nó phát lửa thế nào các bạn này. Đây, anh em soi pin này, quả nó sáng không? Và lấy cục đá này anh em mài đây, các bạn nhìn này, các bạn nó phát lửa. Đấy là hiện tượng hai viên đá ma sát với nhau tóe lửa, năng lượng dương khá lớn. Anh em nhà sàn chúc các bạn buổi tối vui vẻ, năng lượng. Anh em xin chào và hẹn gặp lại.